Thì người ý mến chào quý khán giả của kênh HGD News. Rất vui lại được gặp quý vị trong bản tin của ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Trước khi đi vào nội dung phần bình luận, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho cuộc chiến tại Ukraine nhanh chóng kết thúc, cầu nguyện cho người dân Ukraine và thế giới được bình an. Sau đây chúng tôi xin được gửi tới quý vị bài phân tích bình luận có tựa đề công nghệ về vũ khí đang giúp Ukraine đánh bại nước Nga của Putin trên chiến trường. Kính thưa quý vị, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Valery Jolotny không nổi tiếng là người tìm kiếm ánh đèn sân khấu. Nhưng cuộc phỏng vấn và bài luận gần đây của ông trên tạp chí The Economist của Vương quốc Anh đã gây được sự chú ý khắp thế giới. Sự chú ý của quốc tế tập trung nhiều vào khẳng định của ông Jolotny rằng cuộc chiến với Nga đã đi vào bế tắc một số người sử dụng bình luận của chỉ huy ukraine để củng cố lời kêu gọi giải quyết bằng thương lượng với điện kremlin điều này đã gây ra phản ứng dữ dội về mặt chính trị ở kiev với việc tổng thống ukraine zelensky trực tiếp phản đối tuyên bố này của ông zelensky và công khai bác bỏ những tuyên bố về sự bế tắc Suy đoán về sự rạn nứt có thể xảy ra giữa Zelensky và tư lệnh quân đội của ông đã làm lưu mờ phân tích chi tiết của tướng Ukraine về cuộc chiến. Điều này thật đáng tiếc vì nhận xét của Zelensky đáng được xem xét kỹ hơn. Ngoài thừa nhận tình trạng bế tắc hiện tại trên chiến trường, quan chức cấp cao nhất của Ukraine còn đưa ra phát thảo về kế hoạch đánh bại nước Nga của Putin. Trong cuộc phỏng vấn và bài luận của mình, tướng Zelensky tìm cách giải thích tại sao những tiến bộ công nghệ ở cả hai bên tiền tuyến hiện đang hỗ trợ các hoạt động phòng thủ, trong khi khiến bất kỳ cuộc tấn công lớn nào trở nên vô cùng tốn kém. Cuộc giao tranh trong năm 2023 đã cung cấp nhiều bằng chứng về xu hướng này, trong đó Ukraine có lợi thế phòng thủ ở những nơi như Adipka và Volida, trong khi Nga chiếm thế thượng phong ở phía nam trên mặt trận Sabodisha và Kherson. Tướng Zalagny nhận xét rất có thể sẽ không có bước đột phá sâu sắc và đẹp đẽ nào. Sự thống trị hiện tại của chiến thuật phòng thủ trên chiến trường có lợi cho Nga vì Ukraine không thể để cuộc xung đột đóng băng dọc theo chiến tuyến hiện tại. Như tướng Zelensky thừa nhận, một hình thức chiến tranh cố định theo vị trí sẽ mang lại lợi ích to lớn cho Nga, cho phép nước này xây dựng lại sức mạnh quân sự trước khi cuối cùng đe dọa các lực lượng vũ trang Ukraine và chính nhà nước Ukraine các chỉ huy Ukraine có nguồn lực hạn chế hơn nhiều và phải đặt mục tiêu duy trì động lực khi họ tìm cách giải phóng khoảng 20% đất nước và giải phóng hàng triệu công dân khỏi sự chiếm đóng của Nga. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine coi công việc là chìa khóa để giành lại thế chủ động trên chiến trường và cuối cùng là đánh bại cuộc xâm lược của Nga. Trong một cuộc chiến đã chứng kiến việc sử dụng mọi thứ chưa từng có từ máy bay không người lái của hải quân đến các cuộc tấn công mạng, ông lập luận rằng chiến thắng sẽ thuộc về bên có khả năng khai thác tốt nhất tiềm năng của các công nghệ quốc phòng mới và hiện có. Tướng Zelensky nói rằng, thực tế đơn giản là chúng tôi thấy mọi thứ kẻ thù đang làm và họ thấy mọi thứ chúng tôi đang làm. Để phá vỡ sự bế tắc này, chúng ta cần một thứ gì đó mới, chẳng hạn như thuốc súng mà người Trung Quốc đã phát minh ra và chúng ta vẫn đang sử dụng để giết hại lẫn nhau. Kế hoạch chi tiết của tướng Salusni cho chiến thắng trong tương lai trước Nga đã xuất hiện ở giai đoạn tương đối sớm của cuộc xung đột một thế kỷ trước trong Thế chiến thứ nhất vốn được nhiều người coi là một cuộc xung đột bế tắc tương tự được đánh dấu bằng ưu thế của các chiến thuật phòng thủ các công nghệ mới đã không bắt đầu tạo ra cơ hội cho các hoạt động tấn công cho đến năm thứ ba hoặc thứ tư của cuộc chiến cũng cần lưu ý rằng không có gì có thể so sánh được với phân tích thẳng thắn của tướng Salusni từ phía Nga bất chấp danh tiếng của chỉ huy hàng đầu của Putin, Valery Gerasimov là một nhà đổi mới. Bất chấp sự nhấn mạnh của ông về tầm quan trọng của các công nghệ mới, tầm nhìn của Zelensky về việc tiến hành cuộc chiến trong tương lai không dựa vào bất kỳ vũ khí kỳ diệu nào. Thay vào đó, vị tướng Ukraine vạch ra tầm quan trọng của việc kết hợp hiệu quả máy bay không người lái, tác chiến điện tử, hỏa lực phản công và các công nghệ dò miền mới. Ukraine hiện đang trông cậy vào các đối tác của mình để cung cấp thêm các công nghệ quân sự tiên tiến này. Trong khi ông Zelensky cẩn thận không chỉ trích các đồng minh của Ukraine khi bình luận về viện trợ quân sự được cung cấp cho đến nay, ông ám chỉ sự miễn cưỡng trong việc gửi những công nghệ hiện đại nhất và lưu ý rằng việc chuyển giao thường xuyên bị chậm trễ. Ông nói rằng, điều quan trọng là phải hiểu rằng cuộc chiến nào không thể giành chiến thắng bằng vũ khí của thế hệ trước và các phương pháp lỗi thời. Tiểu choắcney cho rằng khả năng tác chiến điện tử là chìa khóa dẫn đến chiến thắng trong cuộc chiến máy bay không người lái và thừa nhận rằng ở thời điểm hiện tại Nga có lợi thế rõ ràng trong lĩnh vực này. Ông ủng hộ việc mở rộng sản xuất các hệ thống tác chiến điện tử chống máy bay không người lái ở Ukraine và nước ngoài, đồng thời kêu gọi tiếp cận nhiều hơn với thông tin tình báo điện tử từ các đồng minh của Ukraine, bao gồm dữ liệu từ các tài sản thu thập tín hiệu tình báo. Tướng Rałczyni nhận ra rằng chỉ riêng công nghệ không thể đánh bại được Nga. Ông lưu ý sự cần thiết phải xây dựng lực lượng dự trữ của Ukraine và thu hẹp những lỗ hổng trong luật pháp hiện hành cho phép công dân tránh nhiệm vụ quân sự. Ông cũng kêu gọi một cách tiếp cận hiện đại hơn để chỉ huy và kiểm soát trong quân đội Ukraine. Ông nói rằng để chúng tôi có thể hình dung chiến trường hiệu quả hơn Nga và đưa ra quyết định nhanh hơn làm mù các máy bay không người lái của Nga và sử dụng loạt UAV giá rẻ là hai chiến thuật tiềm năng được tướng Zelensky vạch ra nhằm giành ưu thế trên bầu trời. Tướng Zelensky cho rằng, Ukraine cần sử dụng những UAV giá rẻ để tấn công lực lượng Nga, trong khi một số phương tiện bay khác đóng vai trò mô phỏng mục tiêu để khiến cho người Nga bối rối và khiến cho họ tiết lộ vị trí của các hệ thống phòng không. Ông cũng lưu ý, việc dùng sóng radar giả có thể được sử dụng để khiến phi công Nga nghĩ rằng các mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt và có thể sử dụng đèn nhấp nháy để ngăn phi công UAV của Nga nhìn thấy vào ban đêm, trong khi súng chống UAV làm nhiễu thiết bị điện tử của họ. Trong khi đó, bãi miền Nga cũng là một trở ngại lớn tướng Zelensky cho biết một số bãi mìn của Nga sâu tới 20 km với các UAV trên cao luôn theo dõi và điều động pháo binh tới bất kỳ đơn vị Ukraine nào cố gắng ra phá chúng. Chính vì vậy, theo vị tướng này, Ukraine cần phải tìm ra cách sử dụng các cảm biến laser hiện đại để tạo ra bản đồ 3D trên mặt đất và cũng đưa ra một số ý tưởng cấp tiến hơn. Chúng bao gồm việc sử dụng động cơ phản lực từ những chiếc máy bay ngừng hoạt động để làm nổ tung một lỗ trên bãi mìn bơm chùm và tên lửa chứa đầy chất nổ nhiên liệu, không khí, có thể là một cách khác để làm nổ tung chúng, trong khi sử dụng máy đào hầm và robot đào hang có thể đi dưới bãi mìn. Ukraine cho đến thời điểm này là một cuộc chiến tranh sử dụng súng lớn, có tới 80% hoạt động của cả hai bên đều liên quan đến pháo binh. Xác định vị trí súng của đối phương và nhắm mục tiêu trước khi chúng kịp di chuyển, được gọi là hỏa lực phản pháo, là một trong những thế mạnh của Ukraine. Kiev đã được cung cấp đạn pháo Excalibur 155mm do Mỹ sản xuất, loại đạn thông minh sử dụng GPS để tìm mục tiêu. Nhưng người Nga đã học được cách gây nhầm lẫn cho hệ thống dẫn đường của họ. Nga hiện đang sử dụng UAV Lancet để chiếu sáng các mục tiêu cho vũ khí dẫn đường của mình. Để chống lại điều này, tướng Salusny cho biết Ukraine cần xây dựng mạng lưới GPS của riêng mình để cải thiện khả năng dẫn đường của vũ khí dẫn đường chính xác trong đó, UAV cảm tử cũng cần được điều chỉnh để có thể tìm thấy pháo binh Nga. Tư lệnh hàng đầu Ukraine cảnh báo không nên đánh giá thấp Nga, ông nhấn mạnh, dù chịu tổn thất nặng nề kể từ tháng 2 năm 2022, quân đội của Putin sẽ tiếp tục chiếm ưu thế về vũ khí, trang bị, tên lửa và đạn dược trong thời gian đáng kể. Đọc bài phân tích chi tiết và tỉnh táo của tướng Zelensky, chúng ta khó tránh khỏi kết luận rằng thời gian không đứng về phía Ukraine. Trong suốt cuộc phỏng vấn và bài luận của mình, tướng Zelensky liên tục nhấn mạnh đến sự nguy hiểm của một cuộc chiến tranh kéo dài, điều mà ông cho rằng sẽ có lợi cho Nga nhờ nguồn nhân lực và vật lực lớn hơn nhiều. Ông cảnh báo, một cuộc chiến tranh vị thế là một cuộc chiến kéo dài mang đến những rủi ro to lớn cho lực lượng vũ trang Ukraine và nhà nước nước này. Giải pháp nằm ở việc sử dụng hiệu quả các công nghệ phòng thủ tiên tiến nhất. Tướng Zelensky nhấn mạnh, những cách tiếp cận mới, sáng tạo có thể biến cuộc chiến tranh vị trí này trở lại thành một cuộc chiến cơ động. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.